mát mà. Mỗi năm á chỉ được mấy ngày như vậy thôi, phải tranh thủ tận hưởng chứ. Người bạn tàn mỡ cơ mà, không rảnh là phải rồi. Thêm vài đứa nhỏ nữa là xong việc. Đáng sợ quá à. Gì mà thêm vài đứa nhỏ nữa? Chẳng lẽ bà ta là phù thủy chuyên bắt cóc con nít hả? Đáng sợ vậy. Thôi tụi mình đi trốn đi, không thôi bà ta bắt đó. Nhưng mà bà ta bắt cóc con nít làm gì vậy ta? Theo như mình coi trên tivi á, thì bà ta sẽ mang về bỏ con nít vô một cái chảo lớn rồi nấu thành thuốc độc đó. Nếu mà như vậy thì không biết bao nhiêu bạn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm đó. Tụi mình phải làm gì mới được? Nhưng mà phải làm gì bây giờ? Phải theo dõi bà ta đến tận chỗ ở mới được. Tiêu rồi, mụ ta đã vô được nhà của chuột. Bà ta bắt chuột đi mất. Lại thêm một đứa nữa. Chắc chắn các bạn nhỏ khác đang ở trong cái túi đó. Mau đuổi theo. Ừ. Bà ta kìa, lắp vô. Trời ơi, là nhà mình. Không lẽ mụ ta định bắt mình đi hả? May là bạn đang đi với tụi mình á. Ba mẹ mình đang ở trong nhà. Lỡ bà ta không tìm được mình rồi tấn công ba mẹ mình rồi sao? Mình nghĩ bà ta sẽ không dám làm gì người lớn đâu. Tức thiệt, không có đứa trẻ nào ở nhà hết sao? Nếu không làm thì sẽ không hoàn thành được vô đại coi sao. Trời ơi, đó là phòng của mình đó. Bình tĩnh đi, bạn đang ở đây với tụi mình mà. Vậy là xong hôm nay. Về thôi. Sao lại xong? Chẳng lẽ bà ta bắt luôn ba mẹ của mình đi rồi? Hả? Thôi quy rồi, đuổi theo thôi. Lẹ 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 lên. Thôi em đọc kia. Câu thả cái bạn nhỏ và ba mẹ tên bao ra đây đây. Ủa cái gì vậy nè? Thủy kia, cô thả người ra. Con nói cái gì vậy? Thả ai ra? Bà còn không chịu nhận nó hả? Hãy xem chúng tôi đây. Có phải là ông già Noel không? Ta đây, các con sao lại tấn công bạn ta vậy? Hả? Là bạn của ông sao? Đúng vậy, mấy hôm nay ta bệnh, nhờ có người bạn già này đi tặng quà cho các bạn nhỏ giúp ta đó. Thì ra là vậy sao? Sao nhìn bà ta giúp phù thủy quá vậy? Còn cái túi kia nữa? Túi đó là túi đựng quà của ta đó. Tuy bề ngoài bà như vậy, nhưng bà rất tốt bụng. Các con đâu thể đánh giá người ta qua bề ngoài của họ được, đúng không nào? Tụi con sai rồi, tụi con xin lỗi bà. Ta không sao đâu, các con biết sai là tốt rồi. Sẵn đây, ta tặng quà cho các con, giúp ông già Noel luôn nha. Yeah,